Ủa sao chị ra đây quá đông vậy chị? Ở trong kho nhiều bạn gói quá nên chị phải đem dây đưa ngực ra đây gói riêng này, có gì không em? Trời ơi, có mấy bạn nói là mua dây đeo ngực về không biết cách lắp, với lại lỗi quá trời kìa chị. Ủa sao lỗi ta, còn không biết cách lắp thì để giờ chị sẵn cho chị chỉ cho luôn nè. Giờ ok, nè dây đeo ngực về thì cái dây nó sẽ có như thế này nha. Rồi đi kèm theo á sẽ là một cái lưới chống rơi nè, một cái mousey nè, một cái mang chuyển đổi nè, với lại một cái chốt quặn nè. Đây thẳng đây, đang gói đơn thì chị chỉ luôn cho nè. À quên nữa, còn đầu kẹp cho điện thoại nữa. Thì dây mình sao thiếu đầu kẹp được đúng không? Thì hiện tại bây giờ shop mình có ba cái đầu kẹp nè. À, đầu kẹp thứ nhất là đầu kẹp loại 2, là đầu kẹp dạng lò xo. Đầu kẹp thứ hai là đầu kẹp loại 1. Thì cái này là dạng quặn, loại này thì nó xịn hơn là này xíu thì nó vặn, nên đỡ sợ bung hơn. Và cái loại thứ ba đang là cái loại là cao cấp nhất của shop này, là loại này xoay được 360 độ luôn. Là các bạn có thể quay ngang quay dọc điện thoại mà không cần phải tháo cái đầu kẹp ra khỏi cái dây luôn nha. Và bây giờ lại gần gần đây chỉ cho cách lắp rõ hơn nè. Rồi đầu tiên sẽ lắp mousey vô trước nha. Cái này thì các bạn lắp từ trên xuống. Step thì là mang chuyển đổi, thì đợt này dây nó khác được trước một xíu nên là các bạn không biết lắp thì cũng đúng rồi đó. Rồi còn cái chốt này vô nè. Chị ơi, cái đoạn này là mấy bạn kêu là hay bị lỗi, chị chỉ cho các bạn cách khắc phục luôn nha chị. À rồi, lỗi nên chốt quặn này đúng không? Rồi tí nữa chị chỉ cho. Bây giờ lắp tiếp theo là sẽ lắp cái đầu kẹp 360 này vô. Thì đầu loại 1 với đầu loại 2 thì các bạn cũng không có sai lại gì rồi. Nên là hôm nay mình chỉ các bạn cái cách mà lắp cái đầu 360 này vô thôi nha. Tại vì cái dòng này là dòng cao cấp nhất rồi. Tiếp theo sẽ gấp lắp điện thoại vô nha. Đây chị một cái điện thoại với. Dạ đây chị. Ok. Rồi. Rồi lắp điện thoại vô rồi. Nó sẽ lỏng như thế này đúng không? Rồi nhiều khi á, cái lực tay của mình á, thì mình vặn nó không có chặt lắm. Thì các bạn dùng cái tua vít này nè, thì mình nghĩ là chiếc nhà bạn nào cũng có một cái đúng không? Bạn chịu khó vặn lại một lần nữa giúp mình chặt lại nha. Nếu như mà các bạn mua cái loại đầu 360 này luôn ấy thì các bạn vặn chặt một lần luôn, thì khi mà mình muốn quay ngang quay dọc thì mình chỉ cần điều chỉnh ở cái phần này thôi, mình đỡ phải tháo cái phần này ra nữa nên nó cũng sẽ rất là tiện luôn á. Đó, cái này là chặt lắm rồi nè, không có rớt được đâu nha. Rồi giờ chị xoay điện thoại nha. Rồi bạn chặt lại, thì các bạn muốn quay ngang quay dọc các bạn chỉ cần mở cái chốt này thôi. Còn cái lưới chống rơi tặng đi theo chị chỉ giùm em là cách lắp luôn nha chị. Xíu nữa là chị quên thấy không? Đây nè, các đi kèm cái lưới chống rơi nữa. Thì đây các bạn nhìn giúp mình nha. Ở đầu trên này nó đang dơ hơn cái đầu dưới này. Thì cái lưới này người ta cũng thiết kế theo cái kiểu là một phần dài hơn và một phần ngắn hơn. Đây, thì các bạn lắp vô đây giúp mình nha. Rồi, kéo cái phần mình lên. Lưới này cũng vậy nè. Rồi, như này là đảm bảo bao an toàn luôn, bao chắc chắn luôn. Không có sợ bị rớt điện thoại nữa đâu nha. Đó. Rồi, dây thì vẫn có thể điều chỉnh theo cơ thể mình được nha. Đốt vô này. Đó, đảm bảo luôn, an toàn chắc chắn luôn. Chị đang có sẵn cái bộ lắp sẵn của L1 với L2 này, các bạn có thể tham khảo ở đây nha. Thì cái này bộ loại 2 thì các bạn chỉ cần kéo nó ra bằng lò xo này. Loại L1 thì các bạn vặn này. Ở đây nó có cái phần răng ở đây này thì nó bám điện thoại rất là chắc nha. Còn lưới chống rơi á thì các bạn chỉ cần gắn nó vô đây. Gắn vào đây thì các bạn chỉ cần chia ra cái phần điện thoại nào bên nào dài hơn, bên nào ngắn hơn thôi. Rồi, cái loại này cũng vậy, các bạn để như vậy để gắn điện thoại vô ha. Rồi bây giờ đeo thử lên cho các bạn coi nha. Đây bây giờ đeo thử cho coi nè, tháo cái phần này ra trước nha. Rồi đút cái tay vô cái chỗ này, thì ở trên này nó chỉ có thêm một phần, các bạn đút cái đầu vô đi. Hay không? Rồi các bạn lấy cái phần sau tới rồi gắn lại. Đây. Rồi, dây đeo này các bạn đeo đến tầm này thôi nha, thì nó sẽ ok hơn rồi đó. Chứ các bạn đeo xuống dưới này thì dây nó sẽ bị lỏng, thì lúc đấy đeo nó sẽ bị giật giật điện thoại á. Thì đây các bạn muốn quay thẳng thì các bạn cứ để cam như này, nó sẽ quay thẳng đường đi. Còn các bạn muốn quay thấy được cái mặt đồng hồ một xíu thì các bạn hạ điện thoại xuống một xíu để quay được mặt đồng hồ với đường đi nha. Còn muốn quay hẳn cái mặt thẳng qua hẳn xuống đất thì các bạn cứ đưa ra như này, đảm bảo không có việc là bị rớt điện thoại đâu. Rồi vậy nha, bây giờ khác chơi đi cho chị gói đơn. Bye.